Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phiếu thực hành cuối tuần toán lớp 1 kính diệu. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần số 3, bài số 1. Bài số 1 thì chúng ta đếm số cây, chúng ta ghi vào đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ghi vào số 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái cốc. Bài số 2, tô màu vào số hình thích hợp. Đây là số 10, thì chúng ta sẽ tô 10 hình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Như là xong. Nó qua bài số 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và thứ 10. Như vậy cái này là từ nhỏ đến lớn. Còn cái này là từ lớn về nhỏ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Vẽ thêm hoặc là gạch bớt hình cho số lượng bằng nhau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Như vậy thì chúng ta gạch bớt cho nó dễ, được không? Bên trên là 5 này, ở dưới này là 4. Chúng ta gạch bớt cái hình này đi. Vậy là trên 4 dưới 4 là bằng nhau. Chúng ta qua trang tiếp theo. Còn không thì chúng ta vẽ thêm một hình cũng được, được không? Cái này chúng ta vẽ thêm một hình. Bài số 5. Nối rồi đánh dấu ít vào nhóm nhiều hơn theo mẫu. Rồi vậy này là con chim này với lại con ong này, con chim này với con ong này. Như vậy con này là dư một con. Dư một con ong. Rồi chúng ta đánh bên này là nhiều hơn. Còn cái này vào đây, con này vào đây. Bên này là dư một củ cà rốt. Vậy là đánh cái này nhiều hơn, cái này nhiều hơn cái này. Cái này vào đây, cái này vào đây, cái này vào đây. Như vậy là còn dư một cái nắm. Câu B. Nối rồi đánh dấu x vào nhóm x hơn, ngược lại ở trên. Cái này vào đây, cái này vào đây, cái này vào đây. Xin lỗi, cái này vào đây chứ. Cái trái này vào đây. Vậy là bên này là dư một trái. Bên này 1, 2, 3, bên này 1, 2, 3, 4. Và đánh vào nhóm x hơn. Đánh vào đây. Rồi cái này, cái số kẹo ở bên này là số các bạn. Rồi mỗi bạn là mỗi cây vào đây, cái này là vào đây, bạn này là vào đây, bạn này vào cái kẹo này, bạn này là vào cái kẹo này, bạn này vào cái kẹo này. Cái này bên này là còn lại dư là hai, như vậy đánh ít hơn thì cái nhóm bên này. Còn cái này vào đây, cái chiếc này vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Bên này dư một chiếc, dư một chiếc. Rồi cái đánh ít hơn thì cái này ít hơn. Nó qua bài số 6. Đúng là ghi D, sai thì ghép vào trống. Rồi ở trên này thì chúng ta sẽ có là những cái chén, những cái đĩa. Rồi cái chén, cái muỗng. Đây này là không có đĩa. Rồi đũa. Rồi vân vân. Rồi cái bình. Số người nhiều hơn số ghế. Chúng ta xem. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là 5 người này 5 cái ghế. Và dư một cái ghế này nữa. Người ta nói là số người nhiều hơn số ghế là sai. Số cái này ngược lại mới đúng, số ghế nhiều hơn số người, tại vì dư một cái mà. Câu B, số cốc ít hơn số người. Số người là 1, 2, 3, 4, 5, 5 người nè. Còn cốc, một cái cốc, hai cái cốc, ba cái cốc, bốn cái cốc. Cốc có 4 cái à. Như vậy người ta nói là số cốc ít hơn số người, như vậy là đúng. Để cốc có 4 mà người tới 5. Số cốc bằng số bát. Đây các bác là 1 2 3 4 5. Như vậy là cái bát là 5 mà cái cốc có 4 à. Đó. Này là cốc này. Cái này là cái bát này. Như vậy thì số cốc mà bằng với số bát là sai. Nó lớn hơn cái cốc, nhiều hơn cái bát. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.